Vâng, cơ sở đồ gỗ Tùng Tám xin kính chào các bác nhé. Hiện tại đang là buổi chiều của ngày mùng 6 tháng 7 năm 2020 và chúng tôi đang có mặt tại nhà chú Hồng ở tại xã Sông Lô, thành phố Việt Trì. Và chúng tôi vừa bàn giao gia đình một số sản phẩm. Thì đây là toàn cảnh phía bên ngoài ngôi nhà của gia đình đây. Tôi có bàn giao gia đình nhà chú một trường kỷ cũ cũ phía bên trong này. Của trường kỷ gỗ vụn và một đôi lọc bình gỗ xà cừ. Đây là không gian phòng khách nhà chú Hồng tại Sông Lô, thành phố Việt Trì đây. Và đây là bộ trường kỷ tích gỗ vụn hàng đại, kích thước là 2m17, kích thước là 2m17, được theo mẫu là tích Tam Quốc, chất liệu gỗ vụn. Đây hình ảnh chú Hồng chủ nhà. Đấy, quý vị có nhu cầu mà muốn mua sắm một sản phẩm và bàn ghế như vậy thì liên hệ với cơ sở đồ gỗ Tùng Tám nhé. Có số điện thoại là 0987 510 86. Và quý vị xem chi tiết hình ảnh gỗ này thì hãy vào kênh YouTube đồ gỗ Tùng Tám của tôi. Có đăng một video giới thiệu chi tiết bộ bàn ghế này rồi, thì quý vị là muốn xem chi tiết thì hãy vào tìm kiếm bộ trường kỷ tích gỗ vụn đồ gỗ Tùng Tám và xem một chi tiết. Hôm nay chúng tôi đã bàn giao gia đình rồi. Ok, xin chào mọi người nhé. Tại đang vào ngày 6 tháng 7, 5 giờ chiều ngày 6 tháng 7 năm 2020. Đây là gia đình chú Hồng tại xã Sông Lô, thành phố Việt Trì. Ok.